bên mình là chuyên gia công sản xuất sâu kẹp cốt pha xây dựng các bạn ạ. Anh em làm xây dựng mà đang cần những con sâu cốt pha để về kẹp cốt pha và hộp cột thì gọi cho mình nhé. Mình có hai loại, mình sản xuất hai loại nhé. Một loại 12 và loại 10. Đây là sâu 12, còn sâu 10 sẽ nhỏ hơn nhé. Thép của bên mình là được lựa chọn rất là kỹ, không bao giờ bị dạn nứt các bạn nhé. Về anh em đóng thoải mái luôn, không dạn nứt, thép rất tốt luôn. Anh em làm xây dựng mà đang cần những con sâu cốt pha hộp cột thì cứ nhấc máy gọi cho mình nhé, ít mình cũng ship cho anh em làm nhé. Mình ship toàn quốc luôn anh em. Số Zalo mình để trên góc màn hình để anh em nhé. Ngoài ra mình còn làm tất cả những phụ kiện dàn giáo xây dựng và cốt pha hộp cột các bạn nhé. Anh em làm xây dựng mà đang cần thì gọi cho mình nhé, mình ship cho anh em làm.